Xin chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục giải đề minh họa số 11. Trong cái đề thi này thì chúng ta sẽ sử dụng các cái kiến thức của các chương từ chương 1 đến chương 7 của lớp 12, tức là đầy đủ các chương ấy, kèm theo một số công thức của lớp 11, một số kiến thức của lớp 11 chúng ta nhé. Trước hết thầy cho các em coi cái đề trước, rồi sau đó các em làm chuẩn bị, chúng ta dành thời gian cho các chuẩn bị. Bắt đầu câu số 1. Chúng ta bắt đầu sửa từ câu 1 nha các em. Câu số 1. Mức cường độ âm L bằng lốc của Y trên Y0, đấy là đơn vị là Ben. Còn đơn vị decibel thì đáp án câu B nha các em. L bằng 10 log Y trên Y0, đơn vị là decibel, với L là mức cường độ âm. Câu số 2, đơn vị nào sau đây đo cường độ điện trường? Cường độ điện trường là E bằng U chia D, với U là hiệu điện thế, đơn vị là volt, D là hình chiếu của hai điểm trên một đường sức thì đơn vị là mét, vậy là vôn trên mét, đáp án là câu D. Newton là đơn vị của lực, Coulomb là đơn vị của điện tích Q, vôn nhân mét thì cái này nó không có nha em. Câu số 2, ta sang câu số 3. Giao thoa khe y ân, nếu dùng ánh sáng màu đỏ, màu vàng, màu tràm, màu tím, thầy lấy ví dụ như sau. Nếu như chúng ta dùng ánh sáng màu đỏ chẳng hạn thì hệ vân nó sẽ thưa như thế này, bởi vì cái khoảng vân y nó lớn. Còn nếu như các em dùng ánh sáng khác như là ánh sáng màu vàng chẳng hạn thì vân trung tâm vẫn ở đây, nhưng các vân bây giờ nó giảm xuống, nó hẹp xuống như vậy. Khoảng vân y nó giảm đi một xíu. Vậy thì cái vân gần trung tâm nhất chính là cái vân sáng bậc 1 đấy, thì của ánh sáng tím sẽ gần nhất. Nếu như thầy dùng ánh sáng màu tím thì lúc này này, giả sử vân trung tâm đây thì vân tím 1 đây, tím 2, tím 3, tím 4, các vân tím nó dày hơn. Vậy đa số là câu vàng, lam, đỏ, chàm. À, vậy thì
Các bạn chọn không có màu tím thì các em màu chọn màu chàm nhé các em. Câu tiếp theo. Câu số 4. Khi sóng cơ truyền trong các môi trường thì sẽ truyền được trong môi trường rắn lỏng khí, không truyền được trong chân không. Đáp án câu A, môi trường rắn là tốt nhất, rồi tới lỏng, rồi tới khí. Khí là kém hơn. Câu số 5. Sóng điện từ và sóng âm, đây là so sánh giữa sóng điện từ với sóng âm. Sóng âm cũng là sóng cơ đấy nhé các em. Truyền từ không khí vào thủy tinh thì tần số luôn không đổi. Khi sóng truyền đi, tần số luôn không đổi. Còn là vận tốc là sẽ thay đổi đấy, thay đổi theo môi trường đấy, làm cho bước sóng thay đổi theo. Nhưng mà sóng điện từ với sóng cơ từ không khí và thủy tinh thì vận tốc nó thay đổi theo hướng ngược nhau nhé. Ví dụ sóng điện từ là vận tốc giảm đi đấy, còn sóng âm thì vận tốc lại tăng lên. Câu số 6. Chọn câu sai. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển rời của các electron tự do. Vậy câu A đúng. Dòng điện trong chất điện phân, ví dụ như chất điện phân là dung dịch HCl chẳng hạn, thì nó có sự phân ly là H cộng và Cl trừ, vậy là nó dẫn điện bằng ion ion H cộng là ion dương và ion clo trừ là ion âm theo hai chiều ngược nhau, nên là câu B nó đúng. Dòng điện trong chất khí là dòng điện có hướng của các ion. Câu này là sai này các em này. Trong chất khí là nó vừa có ion dương, vừa có ion âm và vừa có cả e tự do nữa. Đó, thầy nhắc lại, dòng điện trong chất khí là dòng chuyển rời có hướng của các ion dương là 1, ion âm là 2 và cả electron tự do là 3. Mặc dù nó dẫn điện bằng ba loại hạt này nhưng dòng điện này rất yếu, bởi vì các ion này nó sinh ra rất là ít. Thầy lấy ví dụ như có một cái chất khí bình thường, các phân tử khí nó ở mức độ trung hòa như vậy, thì lúc đó nó chưa dẫn điện. Khi ta tác động từ bên ngoài vào, như là ta nung nóng chất khí lên, thì ví dụ một electron nào đó ở cái nguyên tử này nó bắn ra ngoài, thì lúc này nó trở thành e tự do. Và bản thân cái nguyên tử vừa rồi đã mất electron thì nó trở thành ion dương. Như thế là nó xuất hiện ion dương và e tự do rồi. Nhưng trường hợp khác, electron ở một nguyên tử này nó nhảy ra nhưng mà nó rơi vào một nguyên tử kia. Vậy cái nguyên tử này nó đang trung hòa thì nó thừa e, nó trở thành ion âm. Thế thì lúc này không khí xuất hiện ba loại hạt đó. Nên đáp án ở đây là câu C nhé các em. Có thể chất khí người ta tạo ra các hạt tải điện này bằng cách là khi chiếu một tia tử ngoại vào chẳng hạn, tức là nó xảy ra quá trình ion hóa chất khí, lúc đó mới dẫn được điện. Câu số 7. Lượng tử năng lượng nó chính là năng lượng của photon đấy các em. Lượng tử năng lượng chính là năng lượng của photon, là epsilon bằng hc chia lambda nhé. Lambda phải được đơn vị là mét. Câu số 8. Các em lưu ý cái đoạn này này. ZMP cộng A trừ ZMN trừ đi MX thì cái này chính là delta M. Sau đó delta M nhân C bình thì nó sẽ thành delta E. Delta M nhân C bình là thành delta E. Rồi delta E này chia cho A nữa,
nó thành delta E riêng là năng lượng liên kết riêng. Ta có thể ký hiệu là delta E hoặc là V kép cũng được. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân nó đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân đó. Câu số 9. Bức xạ nào là hồng ngoại thì các em lưu ý như thế này này. Chúng ta nên so sánh với cái ánh sáng nhìn thấy. Cái tia gamma rồi là X tử ngoại rồi tới ánh sáng nhìn thấy hồng ngoại và sóng vô tuyến. Thế thì cái ánh sáng nhìn thấy này nó có hai cận là đỏ và tím, chỗ này là màu đỏ này. Màu đỏ là lambda nó cỡ là 0,76 nha. Thế thì hồng ngoại nó phải lớn hơn 0,76 này. Thì các em chọn cái đáp án lớn nhất là câu A. À, tại sao nha? 900 nano là các em đổi ra nhân 10^-9 thì các em sau đó đổi ra micro thì nó cỡ là 0,9 micromet thì nó sẽ lớn hơn đỏ. Đó là 0,76. Chúng ta có thể xác định được những cái còn lại như sau này. Câu B là ánh sáng nhìn thấy, đó là màu vàng đấy, ánh sáng nhìn thấy. Còn 0,45 này cũng là nhìn thấy luôn, nó là màu lam đấy. Còn 0 250 này là nó là nằm trong vùng tử ngoại đó. Câu tiếp theo, câu số 10. Cho phương trình x1, x2 thì độ lệch pha delta phi, các em lấy phi 2 trừ đi phi 1. Phi 2 là 0,5 pi trừ đi âm 0,5 pi, vậy là bằng pi. Câu C. Vậy hai cái dao động này là ngược pha nhé các em, ngược pha. Câu số 11. Röntgen hồng ngoại tử ngoại lục tia có tần số nhỏ nhất. Thế thì các em nhìn trên cái thang sóng điện từ này, đây là viết theo chiều tăng dần bước sóng, còn tần số thì nó ngược lại. Vậy tia tần số nhỏ nhất chính là cái tia nào nó nằm bên phải đó, bước sóng lớn nhất đấy. Vậy đáp án là câu B, tia hồng ngoại có tần số nhỏ nhất hoặc là bước sóng lớn nhất. Tiếp theo, câu số 12. Câu số 12. Điện áp giữa hai đầu mạch điện áp là U ấy, trễ pha hơn cường độ dòng điện. Điện áp là U trễ pha. Cường độ dòng điện Y ta luôn để nằm ngang này thì điện áp U là trễ pha là quay xuống này. Trễ pha này là do cái ZC nó mạnh đấy, nó kéo xuống đấy. ZC nó mạnh hơn ZL. Nó kéo xuống. Vạch mạch này nó có tính dung kháng nha các em. Phi lúc này nó sẽ là số âm. Câu D. Câu số 13. Máy này là máy hạ áp. Máy hạ áp. Hạ áp nghĩa là U ra là U2 đấy, nhỏ hơn U vào là U1. Máy hạ áp. Vậy ta có nè, ta sẽ có công thức là U1 chia U2 sẽ bằng N1 chia N2. Nhưng mà U1 thì nó lớn hơn U2 nên phân số này lớn hơn 1. Vậy ta có N1 chia N2 lớn hơn 1. Hay nói ngược lại đó là N2 chia N1 nhỏ hơn 1. Vậy là đáp án câu D nhé các em. Câu D. Câu số 14. So sánh hạt nhân radi và hạt nhân urani thì chúng ta phân tích từng cái một. Radi thì có 88 proton, còn nơi trong là các bạn dùng phép trừ là 8, 138. 138 nơi trong. Còn urani là có 92 proton, còn nơi trong là 143 nơi trong. Vậy là
Urani nó có proton là nhiều hơn 4. Proton nhiều hơn 4, còn neutron là nhiều hơn 5. Vậy đáp án là câu B. Urani có nhiều hơn 4 proton và 5 neutron so với hạt radi. Hai chất này nó đều là hai chất phóng xạ rất quan trọng nha các em nha. Như chất phóng xạ radi là cái chất phóng xạ đầu tiên mà do nhà vật lý là Marie Curie tìm ra đó, và có giải Nobel đấy, là cái nguyên tố này nha. Còn urani 92235 là cái nguyên tố dùng để làm bom phân hạch, bom nguyên tử hoặc là bom A đấy. Bom này rất là nguy hiểm nha em. Câu tiếp theo, câu số 15. Giới hạn quang điện. Giới hạn quang điện là cái bước sóng lớn nhất mà hiện tượng quang điện bắt đầu xảy ra đấy. Khi ánh sáng chiếu vào kim loại thì làm cho các electron của kim loại đấy nó bật ra. Nhưng với những kim loại như là bạc, đồng, kẽm này hay nhôm này thì hiện tượng này nó chỉ xảy ra đối với tia tử ngoại thôi nhé các em nha. Tại lấy ví dụ như cái giới hạn của bạc là lambda nó bằng 0,26, của đồng là 0,3, của kẽm là 0,35, của nhôm là 0,36. Nghĩa là muốn xảy ra hiện tượng quang điện thì ánh sáng chiếu tới phải có bước sóng nhỏ hơn những cái con số này thì hiện tượng mới xảy ra. Vậy là phải là tia tử ngoại hoặc là nhỏ hơn tử ngoại như là tia X chẳng hạn. Đáp án câu A. Câu 16. Khi sóng cơ truyền từ không khí vào nước, sóng cơ lan truyền tốt nhất trong môi trường rắn, rồi sau đó tới lỏng và kém trong môi trường khí và không truyền được trong chân không. Nhưng khi truyền như thế thì tần số luôn không đổi các em nhé. Tần số, các em lưu ý chương 1 dao động điều hòa tần số cũng không đổi. Chương 2 sóng cơ học khi sóng truyền đi tần số cũng không đổi. Chương 3 về máy biến áp tần số cũng không đổi luôn. Chương 4 là lại sóng sóng vô tuyến tần số cũng không đổi luôn. Chương 5 là ánh sáng thì ánh sáng cũng là sóng nên khi ánh sáng truyền đi tần số cũng không đổi luôn. Chương 7 cũng thế, nên các em lưu ý tần số luôn không đổi, câu này rất quen nhé. Câu số 17, tần số góc trong mạch dao động LC thì câu này quá dễ rồi, đáp án là câu A rồi. Câu tiếp theo. Câu 18, mạch RLC cộng hưởng thì tần số F này cũng tính theo cái công thức giống như câu 17 nha các em nha. Đáp án là câu D, tần số F bằng 1 phần 2 pi KLC. Câu số 19. Sóng dừng, dây có chiều dài L, hai đầu cố định, trên dây có bốn bụng. Bốn bụng thì cái hình ảnh nó dễ vẽ lắm mà. Bốn bụng thì đây là một bụng, hai, ba, bốn, đây là bốn bụng này. Dễ dàng thấy trên dây có hai lambda. Vậy ta có, giờ chúng ta đi tính nhá. L sẽ bằng hai lambda. 2 nhân 20 bằng 40. Đáp án là 40 cm, câu D. Câu 20. Khi nói về dao động cứng bức, câu nào là sai? Khi vật chịu dao động cứng bức thì vật sẽ phải dao động với tần số mới của ngoại lực. Nên câu sai ở đây là câu C nhé. Người ta nói là dao động cứng bức có tần số luôn bằng tần số riêng là sai rồi. Luôn phải bằng tần số ngoại lực mới đúng. Ngoại lực nó muốn dao động nhanh thì vật sẽ dao động nhanh, muốn dao động chậm thì vật sẽ đành phải dao động chậm theo cái ngoại lực đó.
Câu số 21, năng lượng liên kết là chúng ta làm hai bước. Bước thứ nhất đi tính delta M, rồi bước thứ hai là đi tính lấy delta M nhân với 931,5 mà thôi. Thì delta M các bạn sẽ lấy là ZMP, Z là 27 nhân với 1,007276, 7276 cộng với mở ngoặc là 60 trừ đi 27 đóng ngoặc nhân với 1,008665, rồi sau đó trừ đi khối lượng của hạt nhân là 59,934, là ra delta M là 0,54 nhá. Rồi các em nhân với 931, bài này người ta cho 931 thôi, thì nó sẽ ra bằng 510, 510,56. Đáp án là câu A, làm hai bước. Tiếp theo, câu số 22, đây là một bài của lớp 11. Đây là bài lớp 11 các em. Một khung dây có diện tích là S bằng 20 cm vuông, là các em phải nhân 10 mũ trừ 4 nữa. Từ cm đổi ra mét vuông là nhân 10 mũ trừ 4. 100 vòng là N bằng 100 cho B rồi. Vectơ cảm ứng từ hợp với pháp tuyến một góc 60 độ là alpha bằng 60. Người ta giảm cảm ứng từ đến 0, à lúc đầu là B1 ấy, là bằng 2 nhân 10 mũ trừ 4. Thế về sau B2 nó bằng 0. Và trong cái khoảng thời gian delta T bằng 0,01 thì xuất điện động cảm ứng, xuất động cảm ứng bằng bao nhiêu? E bằng trừ delta phi chia delta t. Nếu như theo chương trình lớp 12 là sẽ bằng trừ phi phẩy, nhưng mà cái từ thông này nó không thay đổi đều đâu, nên là ta sẽ không dùng đạo hàm được, mà chúng ta sẽ đi tính hai cái delta phi lúc đầu và lúc sau nhé các em. Nhưng mà cái từ thông lúc sau là bằng không rồi. Các em lưu từ thông phi là bằng NBS nhân với cos alpha. Nhưng mà cái từ thông lúc sau là bằng không rồi, nên là sẽ bằng trừ này phi 2 trừ đi phi 1 này, chia delta t. Vậy là mất phi 2 rồi. Mất hai dấu trừ này là mất, vậy nên nó chỉ bằng NB1 nhân với S nhân với cos alpha thôi, chia delta t thôi. Máy tính các bạn để chế độ radian nha em. Các bấm này, N là 100 nhân B, B là B1 đấy, là 2 nhân 10 mũ trừ 4 nhân với S là 20 nhân 10 mũ trừ 4 nhân với cos của 60, à 60 độ thì các bạn để độ nha. Cái này bằng 0,5 rồi đó. Rồi chia cho thời gian là 0,01. Đáp số bằng 2 nhân 10 mũ trừ 3. Đáp án là câu B các em. Đáp số là số dương đấy. Từ thông phi 2 là bằng 0 rồi, ta bỏ đi rồi nhá. Phi 1 còn phi 2 là bằng 0 rồi. Từ thông phi bằng NBS cos alpha. E bằng trừ delta phi chia delta t. Xuất điện động E bằng trừ delta phi chia delta t. Phi bằng NBS cos alpha. Đây khung dây này nó không có quay nên là nó không không giống như ở cái chương 3 của lớp 12 là cos omega t cộng phi đâu. Tiếp theo, câu số 23. Đề bài cho lambda 1
và lambda 2 để đơn vị là nano, nano là trừ 9 nha. Tỷ số năng lượng của x và tử ngoại. Ta có epsilon là bằng hc chia lambda. Hc là không đổi rồi. Vậy suy ra là epsilon và lambda nó tỷ lệ nghịch với nhau. Epsilon của tia x chia epsilon của tử ngoại sẽ bằng lambda của tử ngoại chia lambda của tia x. Lambda tử ngoại là 360 nanomet chia cho tia x là 0,2 nanomet. Thôi thì đều nano hết thì ta khỏi đơn đổi đơn vị luôn. Vậy đáp số là bằng 1800. 1800. Vậy đáp án là câu B nhé các em. Thầy nhắc lại, năng lượng của photon tỷ lệ nghịch với bước sóng. Thế thì bước sóng càng ngắn thì năng lượng của photon nó càng lớn. Tỷ số là ta dùng phép chia, vậy tỷ lệ nghịch thì ta có epsilon 1 chia epsilon 2 sẽ bằng lambda 2 chia lambda 1. Câu số 24. Đây là bài lớp 11 các em nhé. Có một cái nguồn điện như thế này. Nguồn điện này có số di động là E, có điện trở trong là R nhỏ, mắc với một cái điện trở lớn như thế này. Thì câu nào không đúng? Định luật ôm là Y bằng E chia R lớn cộng R nhỏ là câu này đúng. Y bằng U chia R nhỏ câu này cũng đúng. Còn một trong hai câu này con làm sai nha em nhé. Cái câu C này là sẽ là sai này. Thầy chứng minh như sau này. Thầy nhân cái phương trình của câu A ra là thành là Y nhân R lớn cộng Y nhân R nhỏ bằng E. Mà Y nhân R lớn này lại bằng U luôn rồi. Nên suy ra là U cộng Y nhân R nhỏ bằng E. Vậy thì đáp án, thế thì câu D này nó đúng rồi, suy ra câu D nó đúng. Vậy câu E là nó sai nha các em nha. Cái suất điện động bao giờ nó cũng lớn hơn hiệu điện thế một chút. Thì tại sao nó lại khác nhau? Lẽ ra suất điện động với hiệu điện thế là giống nhau chứ. Lý do là cái nguồn này nó có điện trở trong. Cái điện trở trong là cái điện trở không mong muốn của một cái nguồn điện. Không ai muốn cả. Nó có cái dở, điện trở trong này nó có dở là làm cho cái nguồn điện nó nóng lên, nó tiêu tốn điện năng lãng phí, làm cho số vôn của cái nguồn điện này nó đi ra ngoài không còn đủ nữa. Thầy lấy ví dụ như cái pin tiểu đấy, mỗi cục pin tiểu là 1,5V, nhưng khi ta mắc ra một cái ngoài mạch điện thì nó không còn 1,5 đâu. Nó chỉ còn 1,3V thôi chẳng hạn. Lý do là có cái điện trở trong này. Câu số 25. Tần số 75 kW. Kilohertz, các em lưu ý kilo là nhân 10 mũ 3 nữa nhé các em. Bước sóng, vậy ta có là lambda bằng C chia F. 3 nhân 10 mũ 8 chia cho F là 75. Nhân thêm 10 mũ 3 nữa. Vậy đáp số là 10 mũ 5. 3 chia cho 75 nhân 10 mũ 5. Đáp số bằng 4.000. 4.000 này nó là sóng dài nhá. Sóng dài. Cái sóng này nó yếu lắm các em. Sóng này người ta dùng chủ yếu là dùng dưới nước thôi, thông tin dưới nước như là cái hiệu ứng sonar đấy, cái máy sonar đó là cái máy dò tín hiệu ở dưới nước. Người ta quét một cái loại sóng sonar này xuống đáy biển để hoặc đo độ sâu của cái đáy biển, hoặc là dò tìm đàn cá, hay là dò tìm tàu đắm, hay là vẽ bản đồ của cái đáy đại dương. Thì người ta dùng cái sóng dài này.
Sóng dài này nó năng lượng nó yếu lắm, nhưng mà nó ở dưới nước thì nó lại không bị nước hấp thụ nên là nó đi cũng khá tốt. Đấy là tính chất của cái sóng này. Sóng này là sóng vô tuyến nha, nhưng mà sóng vô tuyến thì nó cũng là sóng điện từ thôi em. Câu tiếp theo. Câu 26. Mạch gồm có R và L. Mạch này gồm có hai phần từ R và L như thế này. Để độ lệch pha giữa điện áp là U nhé, so với cường độ dòng điện I là bằng bao nhiêu? Độ lệch pha phi thì có nhiều cách để tính phi này các em này. Có cách thứ nhất là phi được tính là bằng phi U trừ đi phi I. Tất nhiên ta không làm cái này rồi. Cái thứ hai, các em dùng công thức tan phi bằng ZL trừ đi ZC chia R thì cách này làm được này. Cách thứ ba đó là cos phi bằng R chia Z. Cái này cũng được, nhưng ta làm cách số 2 nhanh hơn nha. ZL là bằng 40, ZC không có, chia R bằng 20. Vậy các em bấm shift tan của cái số này. Chúng ta bấm shift tan của cái số này. Vậy đáp số bằng 1,1. 1,1. Đáp án là câu B. Thầy nhắc lại, phi đọc là độ lệch pha chứ không gọi là pha ban đầu đâu nhé. Phi là độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện. Theo đúng định nghĩa là độ lệch pha là ta dùng phép trừ, nó chênh lệch mà, nó bằng phi U trừ phi Y. Còn tính như thế nào thì ta dùng công thức tan phi hoặc cos phi theo cái giản đồ vector của Fresnel đó. Câu tiếp theo, câu số 27. Một con lắc đơn có khối lượng 100 g, các em phải đổi cái này ra rồi, 100 g là các em phải đổi ra là bằng 0,1 rồi. Khi làm bài các em đổi ngay trên đề nhé. 0,1. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc là alpha rồi thả nhẹ, thế thì đây chính là alpha 0 rồi. Cái con lắc đơn bình thường là nó thẳng đứng như thế này. Bây giờ chúng ta kéo nó ra một góc nào đó thì rồi thả nhẹ thì đây chính là góc alpha 0. Khi vật đi ở ly độ cong bằng nửa biên độ, à nếu vậy thì ta chia đôi cái này ra thì lúc này alpha ở cái vị trí M này thì alpha nó chỉ bằng nửa cái kia thôi nên là nó sẽ bằng 0,05 radian. Thì lực kéo về bằng bao nhiêu? F kéo về, các em lưu ý hôm trước chúng ta có một cái đề như thế rồi, hoặc là bằng trừ K nhân X, đấy là của con lắc lò xo, hoặc là bằng trừ MG nhân với sin alpha, hay là trừ MG nhân alpha, bởi vì cái góc alpha này nó bé nên là sin của một số thì cũng bằng với chính nó luôn. Thế nên thôi ta dùng công thức cuối cùng này nhá, trừ MG nhân alpha nhé, bởi vì alpha này đơn vị là radian là chuẩn rồi. Nhưng người ta hỏi độ lớn thôi các em, người ta hỏi độ lớn thôi nên là nó âm, nhưng ta tính vẫn là số dương. Vậy lấy 0,1 là m đấy, nhân với g là 10, nhân với alpha là 0,05, đáp số bằng 0,05 Newton. Cái lực kéo về đây này, nó hướng sang bên trái này, đây là F kéo về đó. Thầy nhắc lại, lực kéo về ở trong hai con lắc đó là con lắc lò xo và con lắc đơn. Công thức này. Còn tại sao gọi là lực kéo về? Bởi vì là nó luôn có xu hướng kéo về vị trí cân bằng và nó ngược với ly độ, nó chống lại cái ngoại lực nên là biểu thức có dấu trừ như vậy.
Nếu chúng ta dùng tay ta kéo vật ra xa thì cái lực kéo về này nó chống lại cái ngoại lực của tay, nó kéo theo chiều ngược lại nên có dấu trừ, là lý do như vậy nha các em. Câu tiếp theo, câu số 28. Cái câu này các em lưu ý, chúng ta dựa vào cái đồ thị thì các bạn hãy nhìn cái đỉnh của nó. Đỉnh ở nó ở đây là 4 pi, vậy các em có V max bằng 4 pi rồi. Đơn vị mét trên giây là chuẩn rồi đó. Khối lượng M bằng 200 gram thì các bạn đổi thành 0,2 kg. Động năng cực đại. Thế thì chúng ta tính luôn này, động năng bình thường là bằng 1 phần 2 MV bình. Thế động năng cực đại là V thì ta sửa thành V max thôi. Vậy ta thay số vào. Bằng này. Các bạn sẽ bấm 1 phần 2 nhân với M là 0,2 nhân với V max là mở ngoặc nha, 4 pi, đóng ngoặc mấy bình phương. À, các bạn lấy pi bằng căn 10 đi cho nó đẹp. Vậy 4 căn 10 đóng ngoặc lại rồi mới bình phương thì nó ra bằng bao nhiêu? 16 à? Đa số bằng 16. Cái này nó bị sai à, phải không? Đa số bằng 16. 16 joule. Chúng ta đợi thầy xíu nha. Một. À, cái đề này thầy sửa đi. Cái V này đơn vị là cm trên giây nha các em nhé. Nó bị sai cái chỗ này. Thầy thấy ngạc nhiên bởi cái thường những cái bài toán dao động điều hòa này vận tốc thì nó chỉ cho cm thôi. Thầy sửa đề nhé các em nhé. Cái chỗ này là cm. Thế thì giờ ta sẽ đổi ra là bằng 4pi chia ra 100 đấy, là mét trên giây đấy. Rồi các bạn thay số vào. Nó sẽ là bằng là 1,6 nhân 10 mũ trừ 3 joule này. Mà trừ 3 ta xóa nhẹ, ta thay bằng chữ mili. Nên đáp án là đây là câu D nhé. 1,6 mili joule. Tiếp theo câu số 29. Một vật khối lượng 100 gram ta đổi thành 0,1 kg, dao động theo phương trình x1 x2 như đồ thị. 100 gram, các em nhớ 100 gram nha. Rồi ta chuyển sang bên kia này, cái đồ thị của nó là cái gì nè. Đây, đồ thị đây. Chúng ta ghi lại. M bằng 100 g ta đổi thành 0,1 kg. Cho hai phương trình này, các em thấy là hai phương trình này nó đều xuất phát từ số 6 đúng chưa? Bây giờ biết tốc độ góc của vector này là đây là omega rồi. Thôi có omega thì các bạn tính t đi, bằng 2 pi chia omega. Cái này hình như nó là bằng 1,2. 1,2 đúng không các em? Rồi tiếp theo, chúng ta nhìn xem là mỗi một cái ô này là bao nhiêu nha. Ta đếm chu kỳ này các em này. Các bạn nhìn để ý này, từ cái điểm màu đỏ này đến điểm màu đỏ này là nửa chu kỳ đó. Nửa chu kỳ sẽ là mấy ô nhá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ô. 6 ô là nửa chu kỳ, vậy suy ra chu kỳ T bằng 12 ô nhé. Chu kỳ 12 ô là bằng 1,2. Vậy suy ra 1 ô là sẽ bằng 0,1 giây. 1 ô sẽ bằng 0,1 giây. Chúng ta dùng phương pháp rời cái trục này thì phương trình nó sẽ đẹp ngay này các em này. Thầy sẽ dùng một động tác, đó là thầy chuyển cái trục kia đến cái điểm này. Thầy rời cái trục x đến đây, nghĩa là thầy đã bỏ đi một khoảng thời gian là 2 ô là 0,2 nhé. Đấy, vậy
ta có một cách làm nhanh là ta bỏ đi một cái lượng thời gian là 0,2 giây thì ta được cái trục tung là cái trục mới như thế kia. Thì các bạn sẽ thấy được hai cái phương trình này nó xuất phát từ hai vị trí đẹp ngay. Các em nhìn cái đồ thị màu vàng này, à màu đỏ này. Đồ thị màu đỏ này sẽ có là x1 sẽ bằng a, các bạn nhìn cái đỉnh của nó là mấy ô đây? 1 2 3 ô, 3 ô. Và x1 sẽ là bằng 3 nhân cos của 5 pi phần 3 t. Ở đây là nó xuất phát từ cân bằng và đi xuống là đi theo chiều âm. Vậy cộng pi trên 2. Rồi tiếp theo phương trình màu xanh này các em này. X2 sẽ bằng, các nhìn màu xanh là cái biên độ nó bằng mấy? 4 đúng không? 4 cos 5 pi phần 3 t. Ở đây nó xuất phát từ biên âm đúng không? Vậy là cộng thêm pi nữa. Như vậy, người ta hỏi là tính động năng của vật tại thời điểm t bằng 8, tính động năng tại t bằng 8, nói chung có x1, x2, chúng ta đi tổng hợp đã. Còn đi tổng hợp phương trình này nó ra cái gì nhá? Suy ra x tổng hợp, x tổng bằng, các bạn là bấm cái này vào cho thầy, nó sẽ ra là bằng t bằng 8. T, nhưng mà lưu ý t bằng 0,8 là ta sẽ trừ đi 0,2 rồi là t phẩy nó chỉ bằng 0,6 thôi đấy các em ạ. 0,6. Nó ở đây này các em này. À, nó ở đây này. Nhưng mà ta sẽ đi tổng hợp cái này nó đã. Chúng ta dùng mốt 2. Mốt 2. À, phương trình thứ nhất là 3 shift trừ pi trên 2, hai cái này nó vuông pha nhau, pi trên 2 shift pi chia cho 2 cộng với 4, hai thằng này vuông pha shift trừ góc là pi bằng, rồi bắt đầu nó sẽ ra là x bằng 5 nhân với cos của 5 pi phần 3t cộng với cái số này, số xấu là 2,498. Cái số này nó xấu quá. Rồi sau đó các em thay t bằng 0,8 vào đây. Rồi các em thay cái t bằng 0,6 nha. Các em thay t bằng 0,6 vào nha. Thì chúng ta sẽ bấm là 5 nhân với cos của 5 pi nhân với 0,6 rồi các em chia cho 3 rồi cộng với 2,498 nó sẽ bằng là 3,9999. 3,9999 là bằng 4 rồi các em. Vậy x bằng 4 rồi. Thế thì lúc này ta sẽ tính được động năng. Suy ra động năng theo công thức là 1 phần 2k nhân a bình trừ đi x bình. Như vậy bây giờ nó thiếu thiếu k đúng không? Bây giờ chúng ta tính k nè. K bằng m omega bình. Các em bấm nha, m là 0,1 nhân với omega bình là pi đây bằng căn 10 các em. 25 25 10 chia cho 9. K nó bằng 25/9. Rồi thay vào đây, nhưng nhớ là a và x phải để đơn vị là mét nhé các em. Vậy ta sẽ thay vào nhân với 0,5 nhân với mở ngoặc 0,05 bình trừ đi 0,04 bình bằng 1 phần 800 là 1,25
nhân 10 mũ trừ 3. Đáp án là câu D các em. Đáp án câu D. Câu này hơi dài xíu. Câu tiếp theo, câu 30. Sóng rừng này là hai đầu cố định này các em này. Hai đầu cố định thì các bạn lưu ý này. Nếu như dây đàn đây hai đầu cố định mà nó rung với cái hình như thế này là hình đơn giản nhất này, là sẽ có tần số F1 là bằng F này. Thì rung với tần số hình khác phức tạp hơn là hình như thế này là hai bó thì F2 sẽ bằng hai lần cái F1 kia, hoặc là nó rung với hình thứ ba là ba bó thì F3 sẽ bằng ba lần cái F kia. Vậy nói chung là tần số nó sẽ tỷ lệ thuận với số bó này. Thế nên ta có là F1 chia F2 thì sẽ bằng số bó 1 chia số bó 2. Rồi thay số vào F1 là 45. Vậy các bạn lấy là 45 chia cho 54 là sẽ bằng 5/6. 5/6 nghĩa là hình thứ nhất là có 5 bó, hình thứ hai nó sẽ có 6 bó. Vậy suy ra cái F1 đấy, suy ra F0 đấy, F0 sẽ lấy F1 này chia cho 5 hoặc lấy F2 chia cho 6. Vậy là F1 ở đây là 45. Vậy các bạn lấy 45 chia 5 là bằng 9. Hoặc là các bạn lấy 54 chia 6 thì cũng bằng 9 luôn thôi. Nên đáp án là câu A nha các em. Khi người ta hỏi là tần số nhỏ nhất mà, tần số nhỏ nhất chính là ứng với cái hình hình đầu tiên này này, nó chỉ xuất hiện là một bó thôi. Nhớ là với đây là hai đầu cố định nha các em nhé. Thì dây có thể rung với nhiều tần số khác nhau, hình càng phức tạp thì cái tần số càng lớn. Nghĩa là tần số tỷ lệ thuận với số bó, tần số tỷ lệ thuận với số bó. Nên F1 chia F2 sẽ bằng bó 1 chia bó 2. Thầy không biết là F1 này là nó lại là F thứ mấy đấy. Nó giống như là các cái họa âm đấy. Thì giờ ta mới biết là cái 45 này nó chính là họa âm thứ 5. Còn 54 này chính là họa âm thứ 6. Như vậy đó. Chúng ta làm một câu cuối cùng nha các em. 32. 31. Dùng ánh sáng trắng lambda này là các bạn đổi ra thành 0,38 đấy, là màu tím đấy, đến 0,76 micro, ta đổi ra micro nha các em nhé. Cho A nhỏ rồi, cho x bằng 3 rồi. Hỏi là tại cái vị trí x bằng 3 này có bao nhiêu cái vần sáng trùng nhau tại đó đấy. Các em lưu ý khi dùng giao thoa ánh sáng trắng thì vân trung tâm có màu trắng. Rồi ngoài vân trung tâm thì nó sẽ xuất hiện những cầu vồng. Đây là cầu vồng bậc 1. Rồi đến cầu vồng bậc 2. Bậc 2 đây. Nhưng mà đến cầu vồng bậc 3 thì nó lại có một phần nó dính với bậc 2. Thậm chí bậc 4. Nó có một phần dính với bậc 3. Nói chung là càng lên trên này thì khi đó nó càng có nhiều cơ hội để chúng chồng lấn lên nhau. Cái vị trí x bằng 3 này sẽ có mấy vân sáng thì bài này phương pháp rất quen thuộc rồi. Chúng ta dùng công thức là lambda bằng ax chia kd và chỉ được chạy từ 0,38 đến 0,76 mà thôi. Thì các bạn sẽ cho cái k này nó sẽ chạy này. K này các bạn sẽ cho nó chạy. Còn cái lambda này nó là một cái hàm số fx này nha. Còn k này các bạn thay bằng x. Chúng ta sẽ bấm 17 để lập hàm này. Phân số này a là 0,8 nhân với x là bằng 3 chia cho k. K các bạn coi là x nhá, cho nó chạy nhá. D thì bằng 2 rồi. Rồi bấm bằng. Rồi các bạn lấy start bằng 1. Lấy n các bạn lấy cao cao một xíu, n các bạn lấy 10 đi, step các bạn lấy 1. Thì lambda nó chính là cái fx ở trong máy tính ấy, là các bạn nhìn cái cột bên phải nhá, xem nào,
cái số đầu tiên là 1,2 thì không lấy rồi, số thứ hai là 0,6 là lấy được này, số thứ ba là 0,4 là lấy được này, số thứ tư là 0,3 là không được nha. Vậy các em thấy có hai nghiệm là 0,4 và 0,6, nên đáp án ở đây là câu B các em. Thì cái bài này nó ở mức độ là trung bình thôi, là quen phương pháp rất là quen thuộc rồi. À, còn những cái câu còn lại thì các em có thể tự làm nhé các em nhé. Câu số 32 trở đi. Như vậy là thầy đã giải một tiết này gồm 31 câu, nó gồm tất cả các chương cộng với kiến thức lớp 11 nữa. Bài học hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào các em, chúc các em học tốt.